Nguyên hàm của hàm số hữu tỉ dạng 2.1, mẫu số là bậc 1, bậc tử nhỏ hơn bậc mẫu. Với dạng 2.1, mẫu số là bậc 1, bậc tử nhỏ hơn bậc mẫu thì tử số chúng ta sẽ là các hằng số, thì các bạn chỉ việc nhớ ba công thức này là chúng ta có thể giải quyết dạng toán này. Và anh lấy ba ví dụ cơ bản bên trên để chúng ta áp dụng ba công thức này để giải quyết bài toán. Ví dụ số 1 của ID là 147941 được trích trong sách tổng ôn toán học tập 2. Tìm nguyên hàm của hàm số f nhỏ x thì nguyên hàm của 1 trên x chúng ta áp dụng công thức 1, nguyên hàm của 1 trên x dx sẽ bằng len chỉ đối của x cộng c, và chúng ta dễ dàng chọn được đáp án C, đáp án chính xác của câu hỏi này. Ví dụ số 2 của ID là 120964 được trích trong sách tổng ôn toán học tập 2. Tính nguyên hàm y thì nguyên hàm của 1 trên x cộng 3 dx sẽ bằng len chỉ tuyệt đối của x cộng 3 dx. Vậy chúng ta dễ dàng chọn được đáp án B, đáp án chính xác của câu hỏi này. Ví dụ số 3 của ID là 120965 được trích trong sách tổng ôn toán học tập 2. Tính nguyên hàm y, nguyên hàm của 1 trên 3 x cộng 1 dx sẽ bằng 1/3 nhân len của 3 x cộng 1 dx. Vậy chúng ta dễ dàng chọn đáp án C, đáp án chính xác của câu hỏi này. Và đừng quên follow kênh TikTok Học Toán Quang Hưng để đón xem tất cả các dạng bài nguyên hàm của hàm số hữu tỉ nha các bạn.